Những cái chợ phiên cuối năm hay là những cái chợ phiên giáp Tết này thì là cái mặt hàng bánh kẹo, thế là những cái mặt hàng bán rất là chạy các bác ạ. Người ta sẽ mua về để người ta ăn Tết rất là đông. Dạ vâng ạ, em Vinh chào toàn thể quý cô bác anh chị và các bạn nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của Tôi Người Vùng Cao ạ. Hiện tại thì em Vinh đang có mặt tại xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ở cái xã này thì cách trung tâm thị trấn khoảng 25 cây số các bác ạ. Thì ở đây sẽ có một cái phiên chợ vào thứ ba hàng tuần. Hôm nay là một cái phiên chợ gọi là phiên chợ cuối năm rồi đấy các bác ạ. Hôm nay là 23 Tết rồi thì bà con trên khắp các bản làng họ sẽ đi mua sắm các vật dụng cho ngày Tết, cũng như là các loại thực phẩm hay là các cái mặt hàng quần áo, giày dép hay là những cái đồ phục vụ cho ngày Tết đây các bác. Thì là bây giờ em Vinh đang đến cái khu chợ phiên rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá cái chợ phiên cuối năm ở xã Túc Ly. Xem là ở dưới này bà con buôn bán mua sắm Tết như thế nào cho các bác nhá. Mời tất cả các bác ạ. Chảo xào rau được làm từ gang, Đây là chảo được làm từ nhôm. Chảo này là chảo to để bà con nấu cám lợn cũng như là nấu rượu với các bác. Tết rồi bà con cũng có nhu cầu mua những cái này.
này khá là nhiều. Mấy cái này thì không có tai, không biết là về sẽ bê kiểu gì đó. Cả những cái này thôi. Cái này có tai thì sách dễ hơn. Mấy bác bên này thì bán nhang này. Đây là các loại nhang ở trên vùng cao, trên bản của người Mông người ta tự làm các bác. Đây cũng giống như ở trên chợ huyện thì bà con cũng cắm hương ngay cạnh cái gian hàng mà mình bán để cho người ta xem thử luôn trước khi người ta mua. Đó, rất là nhiều nhang. Hôm nay thì cái nhu cầu mua nhang sẽ rất là lớn, tại vì Tết mà người ta sẽ thắp nhang rất là nhiều các bạn. Cái anh này thì bán quay, bán cù này. Đó. Để Tết người ta đánh quay. Hôm trước thì em Vinh có đi chợ Cán Cấu thì cũng bán rất là nhiều. Bên này có bà này bán lá chuối để làm bánh dày. Ngày Tết thì người Hơ Mông họ sẽ làm bánh dày để ăn Tết các bác ạ, thay vì bánh chưng. Đây có em này thì bán gừng này. Ở đây là cái khu vực người ta bán gà này các bác này. Hôm nay thì cái nhu cầu mua gà sẽ rất là lớn, tại vì bà con chuẩn bị ăn Tết mà. Rất là nhiều các cái hàng bán gà bày bán ở đây thì bà con cũng tập trung mua gà rất là nhiều các bác. Chị này thì bán dứa này các bác. Dứa 7.000 một kg. Cái này ở trong miền Nam là quả thơm đấy ạ. Hay còn gọi là trái thơm ấy. Đây thì là một cái gian hàng bán sâm đương quy. Sâm đương quy nhỏ thôi các bác. Mọi cái chợ phiên khác em đi chợ phiên mua cho các bác thì toàn củ sâm quy rất là to. Ở dưới này thì chắc là do thời tiết dưới này nó cũng hơi nóng nên là bà con trồng nó không được tốt, củ không được to. Đây, củ khá là nhỏ. Đó. Tết rồi thì em cũng không mua được sâm quy cho các bác nữa rồi, tại vì bây giờ mua cũng không gửi đi được, người ta nghỉ Tết mất rồi. Qua Tết thì em Vinh sẽ lại đi chợ phiên để mua các mặt hàng thảo dược, các mặt hàng sâm để nguyên liệu gửi cho các bác sau nhá. Đây là các bác thợ cắt tóc các bạn. Hôm nay thì chợ phiên sẽ rất là đông nên là cái nhu cầu cắt tóc rất là lớn. Nên là các bác này đến chợ để cắt tóc cho bà con ăn Tết. Khác với lại chợ dưới miền xuôi thì chợ trên Tây Bắc thì sẽ có các bác cắt tóc này để cho bà con ở các bản làng xa xôi ấy, người ta cũng đỡ phải đi ra các cái trung tâm, các cái salon để cắt đấy. Bánh bao nào cũng đây. Cái hàng bánh bao này tập trung rất là nhiều bà con, các em nhỏ bánh bao nào cũng đây. Bánh bao nào cũng nào. Bánh bao nào cũng đây. Ở đây thì là những cái hàng hoa quả để phục vụ cho bà con đi chợ Tết các bác ạ. Hai người đẹp bán hoa quả. Chúng tôi chiều đó chúng tôi nhân dân đăng ký xe làm chìa khóa. Chúng tôi chưa làm các loại. Ở trong này thì có những cái hàng quần áo các bác ạ. Quần áo trong dịp Tết này thì bán rất là chạy và nhu cầu mua sắm rất là lớn các bác ạ. Bà con đi mua quần áo Tết rất là nhiều này, mua cho con cái rồi mua cho bố mẹ và mua cho bản thân. Đây là khu vực bán trâu bò và bán ngựa ở trên cái chợ phiên này các bác ạ. Thì thời gian gần đây thì chợ trâu, chợ ngựa này có vẻ là nó không có được sôi động như là những thời điểm đầu năm các bác ạ. Tại vì là bây giờ bên Trung Quốc họ cũng xây hàng rào biên giới rồi, họ siết chặt cái xuất khẩu trâu sang Trung Quốc ấy. Cho nên là cái vấn đề bán trâu bây giờ khó bán hơn so với lại trước. Cho nên là bà con không mang ra chợ bán mấy các bạn. Đây còn một số bà con người ta mang trâu ra để người ta bán lấy tiền để ăn Tết đấy các bác. Chúng ta đã bắt đầu nghe thấy những cái âm thanh từ những cái con lợn bản, những cái con lợn cắp nách ở trên vùng cao phát ra. Thì
thì đây chính là khu vực bán những cái chú lợn và những chú chó con nữa các bác ạ. Hôm nay thì chó chỉ có khoảng 2 con, 3 con thôi, còn đâu toàn là lợn thôi. Wow. Lợn bản đây các bác, lợn bản cắt nách đây ạ. Đây có 2 chú, 3 chú này, lông rất là dài luôn. Đó, mấy chị em này bán lợn không có lồng cho vào trong bao. Mấy bác ở dưới Hà Nội đang nhờ em mua một chú lợn bản để gửi đi cho các bác đi ăn Tết, thì em đang đi tìm cái con lợn mà nó phù hợp với lại cái yêu cầu mà các bác ấy đặt ra đây, xem là có con nào không. Nếu có thì sẽ gửi xe khách. Con gái đeo cao rất là tháo vát, bán lợn đàn ông. Chú lợn rất là dễ thương. Ở trong miền Nam gọi con lợn là con heo đấy, miền Bắc thì gọi là con lợn nhá. Hôm nay thì to lợn giống. Cái chị này lợn bé để làm giống. Lần này là lợn thịt rồi các bác ạ. Lần này cắt nách khoảng 15-20 cân. Bây giờ cũng gần Tết lắm rồi, bà con có nhu cầu mua lợn về ăn Tết và có nhu cầu bán lợn để lấy tiền chi tiêu trong ngày Tết đấy bác. Cho nên là bà con cũng mang lợn ra chợ bán rất là nhiều. Sau cái phiên chợ này thì có thể là còn một phiên chợ nữa vào ngày 29, tức là thứ ba tuần sau. Tuy nhiên là cũng là ngày đấy, nó là ngày cuối cùng rồi, không biết là người ta có bán hàng nữa không. Có thể đây là cái phiên chợ cuối cùng của cái xã này rồi các bác ạ. Và trên chợ huyện thì còn một phiên nữa. Con này có vẻ gấu đây này, 4 chân 1 trắng. Đây có 3 chú lợn. Đây, những cái con lợn này là lợn bản người ta nuôi không cho ăn cám đấy các bác ạ, lông nó dài lắm này, nhìn nó gầy mà nó không được đẹp như ở những cái con lợn người ta nuôi công nghiệp. Hôm nay bà con cũng đi sớm mình mua được nhiều lợn về rồi đấy, nhiều người người ta chở lợn, xách lợn về rồi đấy. Bây giờ còn có từng này lợn không? Còn đây là dê các bác ạ. Đây là những cái chú dê ở dưới xã này, nó rất là rộng. Đất đai rồi là chân núi rất là rộng, nên là bà con tha hồ thả dê để nuôi dê này. Bây giờ họ sẽ mua những chú dê này về có thể là ăn Tết hoặc là có thể là sau Tết họ sẽ nuôi dê. Con dê này rất là dễ thương luôn. Đây là con đực cái sào. Sợ người. Con dê người ta sẽ buộc vào hai cái sừng của nó, không buộc cổ nhỉ? À kia có con buộc cổ nhỉ? Sừng bé quá thì phải buộc vào cổ. Con này chắc là con đực, dái to. Mày tàng là gấu đấy nhỉ?
cái mần này cơ. Đây có cái anh này bán mấy cái cây thuốc thì các bác đây, cây này cây mần gấu nhá. À giống giống cây mần gấu khoảng cây mần gấu này. Cái này không nói em đúng một cây về trồng nhưng mà không sống. Sống, cái này sống chứ không sống. Cái này đây có dễ nhiều là hôm nọ mua một cây về chẳng có dễ gì. Thế là trồng nó không sống tí nó về. À, cái này khác. Cái là hành hành đen của cốt. Hành đen á? Vâng. Hành đen của Mỹ Mông ạ? Vâng. Cái này là cốt đấy. Cái này chữa bệnh gì đấy anh? Cái này chữa bệnh mà những người mà bị đau giống như là đau chỗ nào không biết đấy. À. Thì cứ đau 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 dài không phải. Trên người đau phải, à? Phải uống cái này. Nấu lên uống à? Vâng. Và lùa lên. Mình mang về sau mình rửa xài đi sau đó mình đôi nước uống. Khoảng một nọt, một tuần nào nữa thì trong người có bệnh thì nó thông ra. À, tức là trong trong người có bệnh gì mà mình không biết là mình sẽ uống cái này đúng không? Rồi. Tí nữa về em mua lại cây này về để trồng sau nữa. Vâng. Hôm trước mua trên chợ huyện về xong lại trồng nó chả sống. Vâng. Cái này thì là cái gì đấy? Cái này là người mà đau dạ dày đó, nhưng mà cái này là anh mua về. À, anh mua à? Vâng. Anh mua chứ không phải anh bán đúng không? Vâng. Mua đau, không mình mua về nhà. À, à. Vâng. Đau dạ dày đúng cái này, à, cái này là cái này là ví dụ ở trong lưới nhá, vâng. Trong lưới nó ra một cái mủ mủ trứng cá, trong lưới có à, có mủ à? À, ra mủ trứng cá thì mình lấy cái này cho uống, nhưng mà bị viêm viêm lưới, viêm lưới, luộc luộc cái này để uống và, à? Vâng. Cái này trước như kiểu là nó bị nó là thuốc là này. Cái thuốc đấy nó cao đấy, sau mình chặt thì phơi làm thuốc khô. Để hạ nhiệt xuống đúng không? Vâng, vâng. Kiểu như là bị nhiệt miệng đúng không? Vâng. Này như kiểu cây tre đúng không? Vâng. Cái này là anh cũng mua về đúng không? Vâng, em mua về. Mua một vài cái, bán vài cái thuốc để chuẩn bị ăn Tết thôi nhỉ? Vâng, vâng. Lát nữa em về em mua một cây. Vâng, vâng. Cảm ơn anh nhé. Đây là những cái quán tạp hóa phục vụ cho bà con trong cái dịp Tết này này các bác này. Tết thì bánh kẹo cũng như là các cái mặt hàng giống cây này sẽ bán rất là chạy, tại vì là bà con chỉ ăn Tết trong vòng 3 ngày đầu tiên thôi. Sau ngày mùng 3 là bà con lại lên nương, bà con đi làm rồi các bác ạ. Nên là bà con sẽ mua tích trữ các loại giống cây trồng như là giống lúa, giống ngô rất là nhiều để ra Tết là họ sẽ đi khai xuân luôn các bác ạ. Đây, bánh kẹo là một cái mặt hàng có thể nói là bán chạy nhất trong cái dịp này. Bà con đứng vây quanh nhau để mua bánh kẹo cho ngày Tết này. Bánh kẹo đây thì bán theo cân luôn các bác ạ, chứ không giống như ở thành phố là bán theo từng gói đâu. Đấy, ăn thử xem có ngon không mới mua này. Ở đây thì bán chăn các bạn, chăn màn. Ở trên này thì rất là lạnh cho nên là phải đắp bằng chăn bông các bạn ạ. Chứ các bác ở miền Nam bây giờ được mặc áo không, rồi là không cần đắp chăn hay là phải mặc máy lạnh. Thì ở trên vùng cao chúng em là phải mặc áo khoác, thậm chí mặc 2-3 cái áo khoác liền. Và tối đi ngủ phải đắp chăn bông, đắp 1-2 cái chăn bông liền ấy. Ít quá cũng lạnh mà không ngủ được đâu các bác ạ. Đấy. Ở trong này họ bán quần áo là chính thôi. Cái căn nhà này là chủ yếu là bán quần áo, với lại là những cái mặt hàng gia dụng như là giày dép, rồi là dao kéo, hay là cuốc xẻng. Và một phần nữa là bán đồ ăn như là các món thắng cố hay là món phở. Ở bên này thì có cái gian hàng bán sâm câu và sâm đực quy. Sâm đực quy ở đây thì bé thôi các bác. Sâm câu ở đây cũng bé thôi. Sâm câu nếp, sâm câu rừng nhỏ nhỏ thôi các bác ạ. Còn đây là sâm quy nó trông nhỏ nhỏ lắm. Cái này không to bằng cái loại mà em Vinh hay mua cho các bác đâu. Những cái sâm quy mà em Vinh thường mua cho các bác ấy thì em Vinh sẽ chọn
những cái nhà nào mà người ta trồng được củ to nhất thì em Minh sẽ chọn, mà em Minh chỉ chọn củ to thôi để gửi cho các bác ạ. Còn những cái củ sâm quy nhỏ này thì quay để giới thiệu cho các bác thôi, và những cái to thì phải chọn riêng. Còn bên này là củ ấu tàu này, đó để nấu cháo ăn hoặc là để ngâm rượu bôi xương khớp các bác. Cái này bôi xương khớp hay là bôi bầm tím các thứ là rất là tốt các bác. Ví dụ bị bong gân, chật khớp các thứ là bôi cái này là nó rất là nhanh khỏi và nó giảm đau được các bác ạ. Cái này ngâm chung với lại là bọ cạp thì phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Đó, những cái củ bé hơn là người ta sẽ bán rẻ hơn, những củ to này bán đắt hơn này. Đó. Nấu cháo thì phải biết cách nấu và nấu đúng quy trình thì mới ăn được. Nếu mà chúng ta nấu như là nấu những cái củ bình thường ăn thì là ngộ độc hết các bác ạ. Còn bên này thì có cái hàng bán thuốc này, đây là thuốc ho này, thuốc đau bụng này, thuốc tiêu chảy, đại tràng, rất là nhiều cái loại thuốc, thuốc cho con người uống và có cả thuốc dành cho các loại gia súc trong gia đình uống nhé các bác nhé. Cái này còn bán mấy chiếc quay, mấy chiếc cù để người ta đánh quay nữa. Ở đây có cái loại đá gì nhìn nghệ. Cái này để làm gì nhỉ? Cái này để chỉ con thịt sốt đấy. Cái này dùng dùng dầu như là rán cắn, dùng cho giải quyết như là uống à? Ừ. Cái này là đá nó có tan được không? Nó cứng nó tan được mà cái này. Đây thì có hạt mắc khén này, mắc khén nhìn tươi đẹp này. Bên kia là có cái cây bổ máu khô. Đây thì có một ít nhụy đen các bạn. Này, các bác có thể thấy bên trong của nó tím luôn, tím ngắt bên trong luôn. Cái này làm thuốc để chữa bệnh dạ dày thì phải nói là rất là tốt luôn các bác ạ. Chứ không như kiểu nghệ vàng không ăn thua đâu. Nghệ này nghệ đen, bên trong đen xì luôn các bác ạ. Đây này, đó, phần thịt của nó đen xì luôn các bác. Ở đây bà con bán chủ yếu bán theo củ chính luôn, chợ phiên mà. Bên này củ này như củ ấu tàu ấy nhỉ, ấu tàu khô. Đấy, đây là thuốc thuốc chữa đau răng này các bác này. Cái này thì chữa bệnh gì đấy chị? Cái này có sốt trẻ con, sốt trẻ con bị sốt rồi uống cái này à? Đấy, nhiều loại thuốc lắm nha các bác nhé, thuốc của bà con người dân tộc ở vùng cao. Đây thì có cái mực để mài mực viết viết chữ Trung Quốc ấy, thì người ta sẽ mài cái này. Bên này thì bán tam thất bát khô. Đây, tam thất bát khô. Và này khoảng 60 mấy củ. Cái đấy 65 củ này. Đây cũng 65 luôn. Đây là nụ hoa tam thất này. Thì này thì bán một ít thôi, không bán nhiều như ở trên chợ ở phiên trên huyện đâu. Em bảo là chợ xã thì nhu cầu mua cái này nó ít hơn. Còn lại chợ huyện, chợ huyện thì có những người như em Vinh đi mua gửi cho người thân bạn bè ở xa ấy, sẽ bán chạy hơn. Đây, nụ hoa tam thất này các bác này, xanh đẹp, nụ chắc, nụ tròn luôn các bác ạ. Đó. Bao tử nhé các bác nhé. Công dụng là trị mất ngủ này, điều hòa huyết áp này, rồi là thanh nhiệt cơ thể, tăng sức đề kháng, chống lão hóa và làm đẹp da nữa các bác ạ. Bên này thì là những cái mặt hàng dính rau để bà con ra Tết, bà con đi trồng rau. Đây là ớt, ớt này nhập từ bên Vân Nam Trung Quốc sang. Ớt này thì nó cho đủ các loại gia vị rồi các bác ạ. Đây, có 4 loại gia vị trong cái gói ớt này, hoa hồi rồi là cái gì đấy nữa, tiếng Trung Quốc thì mình cũng không dịch được. Cái ớt này ăn nó rất là thơm các bác ạ, không giống như cái bột ớt bình thường mình tự nghiền đâu ạ. Trung Quốc là hàng họ là cũng có tem để truy xuất nguồn gốc đàng hoàng, nên là các bác
Nói chung ở chợ phiên thì nó khá là xa trung tâm ấy, nên là thuốc thang thì con khó tiếp cận, bởi vì nhà thuốc thường là sẽ ở trung tâm hết, nên là người ta mang ra chợ phiên bán thì rất là thuận tiện cho bà con mua. Rồi, ok các bác, đây là cái khu người ta bán rau đúng không ạ? Bán rau củ quả. Bán cái gì nó không bán được. Bà cụ này rất là vui tính, bán gừng, bán nghệ à. Đấy, đây là rau cải mèo. Đấy, bắp cải này. Rồi là rau cúc này. Cái này là để làm bánh nha các bác nhá. Làm bánh cúc à. Ôi cái này bà con hái rất là non luôn này. Cái này hái thường hái ở trên ruộng và trên nương. Chứ không có trồng cái này các bác ạ. Cái này là hái tự nhiên thôi ạ. Đó, nó mọc tự nhiên, cái này để bà con làm bánh cúc đấy ạ. Đó. Đây là rau cải mèo tiếp này. Đây là giống rau cải này. Cái này là ớt phơi khô. Ớt này chắc để gác bếp. Đây là có cái anh này bán cái cây này. Cây thuốc à anh? Làm thuốc chữa bệnh gì đấy ạ? Biết nói. Biết nói à? Có rau dớn này, rau dớn, cái cây dớn mà các bác thường hay dùng cái thân của nó bị mục ấy, bị chết ấy để trồng lan ấy, thì cái này là cái ngọn của nó này để ăn rất là ngon luôn, xào với mẻ hoặc là xào với tỏi. Để tiếp tục đương quy tiếp này, đương quy ở dưới cốc ly này củ không được to lắm, củ nhỏ. Gừng thì bán khá là nhiều, mấy cái anh ở đầu tiên kia bảo là có cả tấn ở nhà. Đây thì là cái mặt hàng đặc sản người Hơ Mông, món thịt trâu người Mông được làm từ cái quả khoai ở trên rừng. Cái này là một cái món không thể thiếu trong các cái dịp lễ của người dân tộc Mông ấy, ví dụ như ngày Tết hay là lễ cúng, lễ ăn hỏi các thứ là phải có một món này đấy ạ. Đây là ớt gác bếp này, mà ớt gác bếp ở dưới này sạch quá các bác ạ, chứ không giống như một số nơi là ớt gác bếp nó đen xì luôn, mà ăn kiểu như là mình cũng cảm giác là không được yên tâm ấy. Thì ớt này nó vừa phơi khô đúng độ, rất là đẹp này, không có bị đen. Đây, ba hàng bán ớt. Còn cái này là ớt họ giã nhỏ rồi. Cái này là họ dùng chày và cối để giã, chứ không phải là dùng máy để xay đâu ạ. Giã bằng cối để nó nát, nó ăn nó ngon hơn. Bên trong này còn một vài hàng rau nữa là hết cái khu hàng rau này các bác mình. Còn đây là cái chợ rau củ quả như những cái chợ bình thường khác. Còn đây là cái khu vực bán thuốc Lào của bà con người dân tộc ở trên này các bác ạ. Trên này người ta mua thuốc Lào, người ta sẽ ra đây để mua thuốc để về hút các bác ạ. Đây là cái khu vực bán các loại mỹ phẩm dành cho các chị em có nhu cầu làm đẹp trong dịp Tết này. Đây này nữa này. Chúng ta đã nhìn thấy những can rượu. Đây là rượu ngô Bắc Hà các bác. Khu vực bán rượu ngô để phục vụ cho bà con ăn Tết các bác ạ. Bác nào mua rượu thì ở đây bán ít rượu so với lại chợ huyện thôi. Còn bên này là những cái hàng bán bánh cuốn này, cũng như là những cái hàng bán phở. Phải nói là những cái hàng bán phở hay là những cái hàng ăn này rất là tấp nập luôn các bác ạ. Vì hôm nay bà con đi ra chợ mua hàng rất là đông, cho nên là những cái quán phở này hoạt động gần như là hoạt động hết để phục vụ cho bà con ăn cuốn các bác ạ. Này, bánh cuốn
bánh cuốn này là bánh cuốn nguội. Bên này phở nóng này, các bác ăn phở nóng thì vào các cái hàng quán bên này nhá. Đây là hàng bán dép này, và đông quá này các bác này, người ta mua dép còn ầm luôn. Chủ quán còn không kịp thu tiền luôn. Chúng ta sẽ đi một vòng. Hiện tại em Vinh cũng chưa ăn sáng rồi các bác ạ. Bây giờ là 10 giờ rồi. Đi loay quanh trước xong là kiếm cái gì ăn đó. Tiếp tục với những cái mặt hàng thuốc thì ở đây có chị gái này thì bán những cái cây thuốc để ăn, có xử lý cổ máu, đau bụng, xương khớp các thứ này. Đây là các loại sâm dây để chữa đau lưng để các bác này. Em Bình vẫn thường hay giới thiệu cho các bác những cái mặt hàng sâm dây này. Ngày Tết thì người ta cũng mua cái này khá là nhiều nhỉ. Cái này mua về hầm canh, hầm gà đúng không? Ngoài ra chị còn bán một số loại thuốc đau bụng nữa. Ở đây là một cái hàng bán dao các bạn. Đây là các loại dao rất là đẹp luôn, để làm bếp cũng như là chặt cây, làm vườn các thứ các bạn. Anh em cũng gọi là đang xem dao để chặt gà ăn Tết này các bạn này. Đó. Đuôi gỗ, đuôi dừa chỉ có 15.000 thôi. Bao nhiêu? Vâng, thưa các bác, em đã đưa các bác đi tham quan một vòng cái phiên chợ ngày hôm nay rồi. Cuối tuần này thứ bảy sẽ còn một phiên chợ nữa ở cái xã này. Thì là chúng ta cũng đã gọi là đi thăm thú những cái điều thú vị nhất của cái chợ Tết, chợ Cốc Ly này rồi. Bây giờ thì em Vinh xin được hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhé. Bye bye các bác ạ.